Theo thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, năm 2019 tại Việt Nam tỷ số giới tính khi sinh là 111,5 bé trai trên 100 bé gái. Điều này cho thấy tâm lý trọng nam khinh nữ, thích sinh con trai, làm mọi cách để sinh con trai vẫn đang đeo đẳng trong nhiều gia đình. Một thực trạng vẫn tồn tại, nhất là với những gia đình đã sinh hai con gái. Nhiều người chồng người cha rất dễ có xu hướng bạo lực với vợ con. Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019 cho thấy 63% phụ nữ đã từng phải chịu đựng ít nhất một hình thức bạo lực về thể xác, tinh thần và kiểm soát hành vi hoặc là bạo lực về kinh tế do chồng gây ra ở trong đời. Bạo lực đối với phụ nữ do chồng gây ra dẫn tới thiệt hại về năng suất lao động và ước tính là khoảng 100.507 tỷ Việt Nam đồng, bằng khoảng là 1,8% GDP năm 2018. Và để góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống bạo lực gia đình trong những năm qua, những cán bộ cơ sở vẫn ngày ngày làm công tác giải hòa và góp phần xây dựng nên những miền quê ấm êm. Để đổi lấy những bữa cơm lành, canh ngọt bên chồng và gia đình, bà Nguyễn Thị Hợi đã phải đánh đổi cả một thời tuổi trẻ trước định kiến giới. Cách đây hơn 20 năm, khi con cái còn nhỏ dại, kinh tế eo hẹp, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong đời sống xã hội, gia đình bà cũng không ngoại lệ. Chỉ vì sinh ba cô con gái, hễ đi công việc trong xóm, ngoài làng trở về, chồng bà lại nhức móc, cho rằng bà không biết đẻ. Tôi còn trẻ thì sinh ra được ba đứa cháu gái, thì nói chung là tất cả về xã hội, về anh em cũng nói về là không có đẻ con trai. Cuộc sống sau này không có nuôi dõi tông đường. Trong chồng bạn bè thì thích như lại đẻ ra bây giờ với lại nọ kia với không có. Tất nhiên là bảo là không được ngồi lên trên. Đấy là cái ý là tôi thường thường hay. Không chỉ với bà Hợi, ngay cả con cái bà cũng đã có một tuổi thơ ám ảnh trước những lần cãi vã của cha mẹ. Bố đi ra ngoài thì về cũng nghe bạn bè rồi là xóm kích bác là toàn lũ đi rời. Nói chung là về thì cũng mắng chửi mẹ rồi nói chung là nhiều khi cũng hắt hủi mấy chị em ấy. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Hiền đang là tổ trưởng tổ hòa giải của thôn 5. Nhận thấy mâu thuẫn giữa vợ chồng bà Hợi là do tư tưởng giới gây ra, bà Hiền cũng thường xuyên đến vận động, hòa giải, giúp đỡ gia đình bà Hợi hiểu thêm về những quan niệm về giới. Đến tiếp xúc các gia đình nào thì hầu như là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vợ đẻ hai con là bắt đầu rượu chè rồi, là bảo rằng nó không biết đẻ, em là phải oánh, phải lấy vợ khác. Đấy, thành ra là rất thương cho những người phụ nữ. Bản thân tôi đi hòa giải thì tôi lại có một cái thuận lợi là tôi sinh ba đứa con gái. Thế thành ra là tôi cứ lấy luôn hoàn cảnh gia đình nhà tôi ra. Tôi nói là các cháu gái rất ngoan, các cháu vẫn học hành chăm ngoan, vẫn nên người, không có việc gì lại phải con trai. Nhờ sự hòa giải tuyên truyền từ cấp cơ sở cùng với những thay đổi trong xã hội hiện đại, quan điểm sinh con trai con gái đã không còn nặng nề. Hơn nữa, nhìn con cái trưởng thành, ông Mạnh đã nhận ra những sai lầm của tuổi trẻ làm khổ vợ, khổ con. Có phần lúc nóng lên thì mà đổ lỗi thật. Thế nhưng mà sau này nghĩ lại cuộc sống lớn lên thì thấy như này là cũng là mình xét là mình cũng sai. Vì tư tưởng mình lúc mình chưa hiểu được là một, thứ hai nữa là mình cứ đổ lỗi hết cho vợ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào đời sống của mỗi người dân, gia đình người Việt. Và cho đến nay, tỷ lệ mất cân bằng giới tính đang cho thấy tư tưởng coi trọng nam giới vẫn đang diễn ra trong cuộc sống hiện đại. Để thay đổi quan điểm tư tưởng này, ở nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Trong đó, nam giới cũng tham gia vào công tác của hội phụ nữ, chia sẻ công tác xã hội với chị em phụ nữ như làm đường hoa, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Qua đó, lồng ghép công tác phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng văn hóa gia đình ở nông thôn. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã đưa ra khuyến cáo số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đen cừu ở mức cảnh báo và nặng ở trẻ có chiều hướng tăng và diễn biến nhanh phức tạp. Trong hơn 2.000 ca mắc sốt xuất huyết cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từ đầu năm đến nay thì trẻ em chiếm khoảng 50%. Từ tháng 2 năm 2020 đến nay, tại khoa nhi có hơn 900 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, trong đó hơn 30% trường hợp ở mức độ cảnh báo nặng.
Từ đầu năm đến nay, Bình Định ghi nhận có gần 4.000 ca mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Từ nay đến cuối năm là mùa cao điểm, bệnh sẽ còn tăng. Do vậy, bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khuyến cáo, giai đoạn đầu khi bị sốt xuất huyết rất dễ nhầm với các bệnh khác. Vì vậy, khi thấy trẻ em có dấu hiệu bị sốt xuất huyết, cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện khám và chẩn đoán để điều trị kịp thời. Sáng nay ngày 23 tháng 9, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã công bố chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân số 936. Đây là bệnh nhân cuối cùng được xuất viện tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, 5 bệnh nhân số 936 trú tại thành phố Đà Nẵng đã được Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang công bố chữa khỏi COVID-19. 5 bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành, tăng cholesterol máu và suy thận. Tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, sau 39 ngày điều trị, bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng như sốt, ho, khó thở, xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 đã đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh. Sau khi 5 bệnh nhân xuất viện về nhà sẽ được cách ly tại nhà dưới sự giám sát của lực lượng y tế địa phương. Như vậy, tính đến sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng đã không còn bệnh nhân mắc COVID-19. Tổng số ca bệnh COVID-19 tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã chính thức vượt mốc 7 triệu người với hơn 205.000 ca tử vong. Trong bối cảnh đó, trên toàn thế giới, số người nhiễm bệnh đã sắp đạt mốc gần 32 triệu trường hợp. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh trên toàn cầu.